Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 35 đề ôn luyện toán lớp 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 28. Phần A yêu cầu về kiến thức ý nghĩa thực tế của phép trừ qua bài toán thực tế để hình thành phép trừ. Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số. Phần B, phần đề ôn luyện. Đặc tính nội tính. 78 ta trừ cho 36. Khi mà đặt đó, là hàng đơn vị tới hàng đơn vị, hàng chục hay hàng chục đó. Hàng đơn vị tới hàng đơn vị, hàng chục tới hàng chục, chúng ta trừ tới hàng đơn vị, chúng ta sẽ trừ trước rồi tới hàng chục. 8 ta trừ cho 6 là bằng là 2. 7 ta trừ cho 3 là bằng là 4. 85 ta trừ cho 23. 5 ta trừ 3 là bằng 2. 8 ta trừ 2 là bằng là 6. 60 ta trừ cho 30. 0 ta trừ 0 là bằng 0. 6 trừ 3 là bằng là 3. 54 ta trừ cho 10, 14. 4 trừ 4 là bằng 0. 5 ta trừ 1 bằng 4. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2, đúng thì ghi D, sai thì ghi A. 78 ta trừ cho 35, 8 ta trừ cho 5 là bằng 3, 7 ta trừ 3 là bằng 4, và cái này là đúng. 87 ta trừ 87 bằng 0, này là đúng. 56 ta trừ cho 24, 6 ta trừ cho 4 là bằng 2, 5 ta trừ cho 2 là bằng 3, cái này là đúng. 96 ta trừ cho 54, 6 ta trừ cho 4 là bằng 2, 9 ta trừ cho 5 là bằng 4, 4 mà đây ghi 5 là sai. 9 ta trừ cho 5 là bằng 4, 9 trừ 5 bằng 4, 4 mà đây số 9 là sai. 7 ta trừ cho 4 là bằng 3, 6 trừ 1 là bằng 5, vậy đúng. 9 ta qua bài số 3, nối theo mẫu. 39 ta trừ cho 17, 9 trừ 7 là còn là 2, 3 ta trừ cho 1 còn 2, vậy cái này là người ta làm mẫu cho mình rồi. 57 ta trừ cho 25, 7 ta trừ cho 5 là bằng 2, 5 ta trừ cho 2 là bằng 3, vậy là 32, 32 vào đây. 76 ta trừ cho 42, 6 ta trừ cho 2 là bằng 4, 7 ta trừ cho 4 là bằng 3, 34, cái xe này vào cái cây xăng này. 4 trừ 4 là bằng 0, 6 trừ 2 là bằng là 4, và là 40, 40 vào đây. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Viết số tích hợp vào ô trống thay mẫu. 78 là 42, ta cộng lại là 36. Như vậy chỗ này 37, đây người ta đã cho sẵn là 23. 23 ta cộng với bao nhiêu, chỗ này là bằng là 37. À, như vậy thì chúng ta sẽ lấy là 37 ta trừ cho 23 thì sẽ ra câu này. À, 37 ta trừ cho 23. Đây là 7 ta trừ cho 3 là bằng 4. 3 trừ cho 2 là bằng là 1. À, mấy em chưa rành thì mấy em đặt phép tính là mấy em tính. À, còn không thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta tập nhẩm cho nó quen. Cái này có vài muốn tìm cái này thì ta lấy cái này ta trừ cho 14. 4 ta trừ cho 4 là bằng 0. 5 ta trừ cho 1 là bằng là 4. 65 ta trừ cho 41, 5 ta trừ cho 1 là bằng là 4. 6 trừ 4 là bằng là 2. 6 ta trừ cho 5 là bằng 1. 8 ta trừ cho 2 là bằng là 6. Chúng ta qua bài số 5. Viết phép tính tích hợp. Minh có 54 viên bi, Minh cho Hùng là 23 viên bi, hỏi Minh còn lại là bao nhiêu viên bi? 54 viên mà cho 23, cho biếu tặng thì trừ ra. 54 ta trừ cho 23, 4 ta trừ cho 3 còn 1, 5 ta trừ cho 2 là bằng là 3, 31.
Và số 6, 9 và 7 là trừ cho 51. 7 là trừ cho 1 là bằng là 6. 9 là trừ cho 5 là bằng là 4. 46 là trừ cho 23. 6 là trừ cho 3 là bằng 3. 4 là trừ cho 2 là bằng 2. 23 là trừ cho 12. 3 trừ 2 còn 1. 2 là trừ cho 1 là bằng là 1. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. Khoanh vào chữ đặt trước, câu trả lời đúng. Rồi. Như vậy là chúng ta có cái cây này có phép tính trừ. Tương ứng lại là A, B phép tính trừ, C phép tính trừ, D phép tính trừ. Rồi chúng ta xem lại coi thử cái câu hỏi người ta hỏi cái gì. Như vậy câu bên này người ta yêu cầu là cái quả nào lớn nhất, cái quả nào bé nhất. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tính cái này. Rồi, tính cái này rồi lát nữa chúng ta sẽ qua bên kia, chúng ta sẽ khoanh vào cái kết quả nào lớn nhất, kết quả nào là bé nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trừ cái này ra. 7 là trừ cho 4 là bằng 3. 6 trừ 3 là bằng 3. 9 là trừ cho 2 là bằng 7. 5 là trừ cho 4 là bằng 1. 3 trừ 1 là bằng 2. 7 là trừ cho 5 là bằng là 2. 9 đã trừ cho 5 là bằng là 4. 8 trừ 7 là bằng là 1. Rồi như vậy chúng ta xem cái số nào là số lớn nhất. Đây, số 33 là lớn nhất. Tương ứng lại là A, cái tính A. Số bé nhất là số 14 là cái tính D. Được. Rồi, chúng ta qua trang tiếp theo. Câu A. Câu ghi phép tính có kết quả lớn nhất là A, mới nãy chúng ta tính bên kia là 33 là A, được. Cái phép tính có ghi kết quả bé nhất lúc nãy là câu D 14, câu D là 14. Chúng ta qua câu số 8. Bé 3 nuôi 45 con vịt và ngỗng. Có nghĩa là 45 này vừa là vịt và ngỗng trong này nha. Trong đó có 11 con ngỗng. Hỏi bé 3 nuôi bao nhiêu con vịt? Ta lấy 45 ta trừ cho 11. 5 trừ 1 còn lại là 4. 4 trừ 1 là bằng là 3. Trả lời là 30, 14 con vịt. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đi thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.